Vita trả tiền cho người dùng mạng xã hội phân quyền. Đúng, Vita là mạng xã hội phân quyền có chính sách trả tiền cho người dùng thông qua việc sử dụng token Vita. Vita là một loại tiền điện tử được sử dụng trong hệ thống mạng xã hội phân quyền, được thiết kế để thúc đẩy sự tương tác và cộng đồng trên nền tảng đó. Token Vita được tạo ra để khuyến khích và động viên người dùng tham gia tích cực vào cộng đồng của mạng xã hội phân quyền Vita. Người dùng có thể kiếm được token Vita bằng cách hoàn thành các hoạt động trên nền tảng, chẳng hạn như tạo nội dung chất lượng, tương tác với những người dùng khác, giới thiệu bạn bè đến với nền tảng hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Token Vita có thể được đổi thành các đồng tiền khác hoặc sử dụng để mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên mạng xã hội phân quyền. Việc trả tiền cho người dùng là một cách để Vita tạo động lực cho người dùng tích cực tham gia vào cộng đồng của nền tảng. Tuy nhiên, việc trả tiền cho người dùng mạng xã hội phân quyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cách thức sử dụng, đánh giá, cân nhắc và minh bạch của người dùng về hệ thống, để đảm bảo tính công bằng và tránh những hoạt động lạm dụng hệ thống. Việc kiếm tiền từ token Vita không phải là mục đích chính của mạng xã hội phân quyền Vita, mà là một lợi ích phụ để động viên người dùng. Người dùng sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng hệ thống thông qua các đóng góp và tương tác của họ, để thúc đẩy hoạt động tích cực và đóng góp xây dựng cộng đồng. Chính sách trả tiền cho người dùng không phải là sự bán đứng thông tin cá nhân của người dùng, mà được thực hiện theo quy định bảo mật và sự đồng ý của người dùng. Hiện tại, Vita tiếp tục phát triển và tăng cường tính năng của mình, thu hút được nhiều người dùng và xây dựng cộng đồng trên nền tảng của mình, thì trong tương lai nó có thể trở thành một lựa chọn thay thế cho các mạng xã hội hiện nay.